Cũng nhằm giúp các em có thêm sân chơi bổ ích trong dịp nghỉ hè, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh đã tổ chức khóa bóng đá 2023, tỏa sáng cùng đam mê. Khóa đào tạo hoàn toàn miễn phí và thu hút rất đông cầu thủ nhí trong độ tuổi từ 6 đến 12 tham gia. Cứ mỗi 16h30 chiều các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6, không khí sân vận động tỉnh lại nhộn nhịp. Sau màn khởi động, các cầu thủ sẽ được huấn luyện viên hướng dẫn các bài tập kỹ thuật. Cuối buổi tập, các em sẽ được thi đấu đối kháng. Trận đấu diễn ra với sự hồn nhiên, tinh thần thi đấu hết mình. Những pha bóng cũng không kém phần khéo léo. Ba tháng hè này, ba mẹ cho con tới tập bóng đá để con được tập luyện tốt hơn. Con rất vui và hào hứng. Con thấy bộ môn bóng đá này rất hay và rèn luyện cho mình sức khỏe. Tổ chức vui chơi trong những tháng hè. Cho nên mình cũng đưa cháu nó tới để nó tham gia cái lớp này. Cho nó tập luyện, nó có sức khỏe và nó vui chơi trong 3 tháng để bắt đầu nó bước vô nó vô học. Đây là khóa học đầu tiên được tổ chức dành cho các em nhỏ yêu thích bóng đá và đã thu hút gần 60 em đăng ký tập luyện. Tạo sân chơi hè cho mấy cháu trong dịp hè. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng muốn nâng cao sức khỏe cho cái lứa tuổi này để tránh các em hè thì tham gia vào những cái trò chơi như game điện tử gì đó. Rồi cái mục đích thứ ba cũng qua cái lớp này chúng tôi có thể có những cái các bạn có năng khiếu đặc biệt thì chúng tôi có thể hướng các em đi chuyên sâu hơn về bóng đá. Hoạt động này đã góp phần giúp các em có thêm sân chơi, được tham gia và thể hiện tài năng giao lưu, rèn luyện thể chất và tinh thần, đồng thời để kỳ nghỉ hè của các em trở nên sinh động, bổ ích trước khi bước vào năm học mới. Huyện đoàn Đức Linh cũng vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc trại hè thiếu nhi năm 2023 với chủ đề Thiếu nhi Đức Linh vui hè sáng tạo. Cán bộ đoàn xã thị trấn, tổng phụ trách liên đội các trường và hơn 200 trại viên của 12 đơn vị xã thị trấn trong huyện tham dự trại hè. Trại hè diễn ra với các nội dung chính: thi làm cổng trại, thi sáng tạo và thuyết trình tranh 3D bằng tiếng Anh với chủ đề Bình Thuận hội tụ xanh. Tập huấn trang bị cho các em kiến thức kỹ năng để tự phòng chống xâm hại bản thân và cùng cháy hết mình trong gala các trò chơi tập thể. Trại hè là dịp để sau một năm học tập căng thẳng, các em được vui chơi, thư giãn, giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Đây cũng chính là sân chơi bổ ích để các em thể hiện năng khiếu, rèn luyện sự tự tin, kỹ năng phát triển toàn diện, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Sáng qua, Ủy ban Nhân dân thị xã La Di tổ chức lễ khai mạc hè ngày Olympic và phát động phong trào toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống tai nạn đuối nước trên địa bàn thị xã La Di. Dịp này, lãnh đạo thị xã cũng đã trao tặng 30 phần quà, gồm cặp vở và các vật dụng, đồ dùng cần thiết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngay sau lễ khai mạc, đã diễn ra nhiều hoạt động thể thao, các trò chơi vận động, trò chơi dân gian, đồng thời các em tham gia biểu diễn kỹ thuật về các kiểu bơi, được hướng dẫn kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước, và tham gia cổ vũ giải bóng đá dành cho các em học sinh lứa tuổi thiếu niên nhi đồng.